Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ ok mình chơi FIFA trên điện thoại các bạn. Tào Long này tào ơi, đang làm clip mà cứ mời mời là không thấy không được rồi đó. Kiếm mấy bạn nữ nói chung là cho nó vui, vui nhào vui cửa mà. Tìm trận lâu quá ta. Để đọc là chiến này. Vô bắn luyện kỹ năng chung là không có delay luôn. Chứ chuyện mày này rất là không delay, nói chung là hôm nay chơi xem cho mình xem kỹ năng trên điện thoại bắn cùi rồi nha. Rồi sau này lấy bên đây solo. Bye. Nói chung là bắn trên điện thoại nó khó hơn chút xíu. Nghe tiếng của đồng đội là trẻ con các bạn. Vãi đạn, vãi đạn. Mày. Vãi đạn thật chứ. Chơi trên điện thoại sao thấy nó khó khăn dữ ta. Khó bắn hết sọt lắm mà. Ủa? Cho nó xuống dưới đất rồi hả mọi người? Nó xuống dưới đất luôn rồi. Cho nó đặt keo à, đặt keo đúng chí thật, đặt keo chí thật. Thật là muốn bật mic nhưng mà phải có quà chơi để chọn súng kìa.
nhanh vậy? Mày ghê chưa. Tí máu đi mày. Không biết chế độ gì nhưng mà solo có gì vui. Đâu luôn rồi, Renee đi con. Vui á, chơi vui. Chế độ chơi vui.